Cô bác với anh chị thì đây là một phần của nghệ sĩ tài danh rất là nổi tiếng một thời của gọi là tài tử Lê Công Tuấn Anh. Lúc đó thì khi mà ông ra đi để lại một niềm thương tiếc rất là lớn cho các nghệ sĩ. Để lấy tiền mà làm vốn gian thương, mẹ tao mới gào khóc, ông buộc lòng phải chịu thần ưng, bắt buộc mẹ tao phải chịu ưng. Hôm nay Bùi Hồ có dịp về đây thì về đến nghĩa trang của các cô chú nghệ sĩ. Và khi đến nghĩa trang này thì phía bên phải lối đi đó thì cô bác quý anh chị sẽ gặp một phần của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Về nghĩa trang nghệ sĩ này thì theo thông tin thì được thành lập vào năm 2009 do cố nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đứng ra thành lập. Bà tên thật là Trương Phụng Hảo, hưởng thọ 99 tuổi. Bà mất năm 2009. Và đây là nơi phần mộ của bà an nghỉ. Phía rẽ qua bên đây đó thì sẽ đến một phần của các nghệ sĩ. Hôm nay thì Bùi Hồ lần thứ hai đến đây. Của một phần nơi ăn nghỉ Nguyễn Văn Sáu. Cũng không thấy rõ nữa. Của Lưu Tấn Tài, Chi Lân mất năm 1982. Xin phép quay. Và đây là của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Nghệ sĩ Thanh Nga sinh ngày 31 tháng 7 năm 42, mất năm 1978 và hưởng dương 37 tuổi. Đây là di ảnh của bà. Hà Phạm Di Lân, Hà Di, 1978. Đây là một phần của cặp vợ chồng của cố nghệ sĩ Thanh Nga mà cô bác quý anh chị đã biết qua qua một số thông tin về cái chết của bà. Chúng ta sẽ đi đến qua lối ở bên đây thì sẽ gặp được một phần của các nghệ sĩ, ca sĩ. Đây là lối vào nơi nghĩa trang nghệ sĩ. Ở đây thì theo lời chỉ dẫn của bác bảo vệ thì sẽ đi xuống hướng này đến hướng đó. Thì trước khi đi xuống hướng dưới kia thì Bùi Hồ dẫn cho cô bác quý anh chị cùng đi đến thăm mộ phần của cố nghệ sĩ Minh Phụng. Đây là mộ của ông đây.
hiền thê là Huỳnh Thị Kiều Tiên đó. Con là Y Phùng Nghệ Tế Quốc Đạt. Dạ, con xin phép. Con hãy bước lên đây. Ông là một nghệ sĩ rất là ưu tú, rất là tài danh, với những giọng ca rất là đặc trưng luôn. Có nhiều người thì ngưỡng mộ cái tài danh của ông và bắt chước theo cái giọng của ông, nhưng mà không giống được. Ông tên thật là Ngô Văn Thiệu, mất năm 2008, ông thường thọ 65 tuổi. Ở đây là những cái tấm ảnh trong cái cuộc đời của hoạt động nghệ thuật của ông, nghệ sĩ sân khấu Minh Phụng. Đây là những cái tờ báo, đây là Mỹ Châu và Minh Phụng nè, đây là Minh Phụng và Lệ Thủy. Những cái vở tuồng cải lương ông luôn đóng lại, để lại những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Đây là cái giai thoại của ông, những cái lịch sử về giai thoại của ông. Hôm nay có dịp thì về đây để đến một phần, để giếng một phần của ông. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng trong vai là Âu Thiên Vũ. Đây là một cái vai rất là nổi tiếng của ông. Cái câu rất là nổi tiếng trong Trời ơi Âu Thiên Vũ đã chết. Chắc có lẽ là đây là nó phát quả về cái tấm hình của ông. Đây, nghệ sĩ Hoàng Giang, một phần của nghệ sĩ Hoàng Giang. Đây là nghệ sĩ Như Mai và Kim Hoàng. Kim Hoàng này nghệ sĩ rất là nổi tiếng, các bác anh chị. Soạn giả đạo diễn nghệ sĩ Như Mai. Thì khi mà cô bác quý anh chị ở miền Tây thì nước Việt Nam nói đời về đờn ca tài tử hay hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ biết được về tài năng của các nghệ sĩ nè. Cô bác quý anh chị, đây là một phần của nghệ sĩ Úc Trà Ôn, mà ông rất là nổi tiếng trong bài ca rất là nổi tiếng của ông đó là Tình Anh Bán Chiếu. Ông thường thọ 83 tuổi. Úc Trà Ôn thì Bùi Hồ được biết thì quê của ông thì ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long có một cái huyện đó là huyện Trà Ôn. Ông sinh năm 1919, mất năm 2001. Rất là nhiều người nghệ sĩ thôi, bây giờ cũng đi sang lối này. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng được cô bác quý anh chị để biết thêm về một phần nơi ăn nghỉ của các nghệ sĩ. Thì có một nghệ sĩ ưu tú Quốc Hòa. Đây là nghệ sĩ Quốc Hòa. Rất là nhiều người đến đây để giếng để mà sau lưng nghệ sĩ Minh Phụng có một cái tấm hình của ông lúc còn sinh thời, rất là điển trai luôn, rất là đẹp trai. Rất là nhiều nghệ sĩ theo lời của Hài Kim Quang.
đây là ngày thời ngày danh thời ngày ngày kim quang thời kim thì bây giờ đi qua bên đây. Theo cô đó chỉ thì có một cái cô chỉ thì mình sẽ đi qua hướng bên đây, mình phải đi rất là cẩn thận. Cô bác với anh chị thì đây là một phần của nghệ sĩ tài danh rất là nổi tiếng một thời của gọi là tài tử Lê Công Tuấn Anh. Lúc đó thì khi mà ông ra đi để lại một niềm thương tiếc rất là lớn cho các nghệ sĩ. Đây là một hình ảnh của Lê Công Tuấn Anh lúc đó rất là đẹp trai luôn. Ông mất năm 1996, lúc đó thì mình còn rất là nhỏ và có coi những bộ phim mà ông đóng và rất là nổi tiếng luôn, coi như là trong nghệ sĩ thì ông là một minh tinh. Đó, đây là một phần của ông. Đến nãy giờ thì mới gặp được một phần của ông. Ở đây thì còn rất là nhiều một phần của các cô chú anh chị là nghệ sĩ rất là nổi tiếng, nhưng mà mình là thế hệ hậu bối nên không thể biết hết được các cô chú anh chị nghệ sĩ đã cống hiến vì nghệ thuật. Nhưng cái sự đóng góp của cô chú anh chị, sự đóng góp của các cô chú anh chị là nghệ sĩ cho nền nghệ thuật nói chung và cải lương cũng như là sân khấu điện ảnh nói riêng thì rất là to lớn, làm tô điểm thêm cái nét đẹp cho nền nghệ thuật Việt Nam. Dạ. Chứ đây luôn không chịu nói chuyện đâu. Chú làm đây. Nghệ sĩ là chú biết mà. Chú là nghệ sĩ luôn hả? Đúng rồi. Chú là ngày xưa là chú đi đoàn Hương Mùa Thu. Dạ. Chú là nghệ sĩ là cảnh tượng. Cảnh tượng hay chú? Ừ. Dạ. Cảnh tượng. Dạ. Hơi cảnh tượng hả? Hồi xưa là đi đoàn Hương Mùa Thu. Ồ. Con có coi cái tuần Gánh Cỏ Sông Hàn không? Gánh Cỏ Sông Hàn hả? Con nhỏ quá nên con chắc con. Dạ. Là chú đóng cái vai. Vai Thứ Tung. Dạ. Chú đóng vai Hề Thứ Tung. À. Còn anh Minh Vĩnh đóng vai Minh Tàn. Dạ. À, chú cháu mình ngồi đây đi con gặp. Ôi được không, chú cứ cạn không chú không. Ồ vậy là Gánh Cỏ Sông Hàn hả chú? Ừ, hồi đó là nổi tiếng đó, ở cái thành phố á. Ờ, rồi chú vô đây làm lâu chưa? Chú làm 7 năm, tức là lúc trước á, chú làm khu dưỡng lão quận 8. Dạ. Cũng bảo vệ luôn. Dạ. Đó là hội chứng khấu họ cho chú về đây rồi. Dạ. Tại đây thiếu lính. Dạ. Lính chết hết rồi. Ồ vậy hả, cũng vô trong đây hết rồi. Dạ, chết hết rồi, bây giờ chú còn hơi trẻ chút tăng cường qua đây. Rồi ngày nào chú già cũng đi theo mấy ổng nữa. Chú năm nay là nó bao đúng, nhiêu rồi? Đúng á, chùa này á, nếu mà những nghệ sĩ mà chết á, họ thiêu đem vô mấy cái nhà cốt. Dạ. Đó, những nghệ sĩ mà nghèo khổ này kia đó, không nhà, không cửa rồi. Rồi chú nói có tắc kè con hiểu rồi ha. Ồ, con gặp chú à, không ngờ chú là một nghệ sĩ thì bây giờ chú lại đi trong xe ở trong nghĩa trang này. Là đi làm vườn cái từ thiện. Ờ, không phải từ thiện. Cúng giờ làm vườn. Không phải. Kêu làm cho chùa là kêu bằng công quả. À, công quả đúng rồi. Dạ. Rồi ơi, nhà quê chú ở đâu? Hả? Chú ở Sài Gòn á. Dạ. Rồi con chú cháu ở quận Bình Thạnh. Con chú làm chiều chú về hả? Chú trực kia luôn, chú ngủ luôn. Chú ngủ luôn. Rồi con cháu chú sao? Thì nó có mẹ nó dưới ở chung cư á, trên Bình Thạnh á. Dạ. Đây đi chú, tức là chú ra gặp tức là đóng cái vai Mã Bình á là Hiếu Liêm. Dạ. Thanh Liêm chứ Thanh Liêm. Dạ. Tức là em có Hiếu Liêm á. Dạ. Đó. Kìa cậu Mã Bình. Trời ơi, cậu đâu mà cậu xa hoài vậy cậu? Ông kêu tôi đi tìm cậu mà cậu xa hoài sao đấy? Mã Bình mày biết không? Ý Minh Tàn mày biết không? Tại vì tao buồn, con già tao bỏ nhà ra đi. Ông sao cậu?
ông bắt kép mẹ tao phải bán thân cho tên tướng giặc nhà Minh để lấy tiền mà làm vốn vàng thường. Mẹ tao mới gào khóc, ông buộc lòng phải chịu thần ưng, bắt buộc mẹ tao phải chịu ưng. Tôi có hay đâu việc làm ông bao của chủ ông mà tôi mới theo phò trong mấy tháng sau này. Nhưng mà bây giờ lĩnh bà ở nơi đâu, mẹ tao thắt cổ chết từ lâu. Năm mộ kia chôn giữa gian rừng nơi vườn màu đơn hồng. Tao bỏ nhà đi biển biệt, cố ý đã đi tìm mộ của mẹ tao. Còn khi mà chú hát lên là chú toát lên một cái ánh nghệ sĩ lại khi xưa, khi lúc còn trẻ. Nhưng con thấy cũng như cô Diệu Hiền cũng vậy đó. Lúc mà nói chuyện với con thì ở ngoài đời thì bình thường, và như khi mà chú cai quản dự xe đây á thì con không nghĩ chú là một nghệ sĩ. Mà khi mà chú hát lên thì một cái tố chất nghệ sĩ ở trong giống như là nó có sẵn, nó chất chứa sẵn ở trong đó. Cái e, cái ca, cái con biết liền. Dạ. Có câu hài nào không chú? Cái câu mà nó hài hài vui vui á. Đó là vậy thôi. Rồi con cảm ơn chú ha.